tài hấp dẫn nhất quyền Anh hạng nặng. Ở trình độ nhà nghề thế giới, các võ sĩ đều tương đồng với nhau về thể chất lẫn kinh nghiệm. Sự khác biệt tạo nên chiến thắng bắt nguồn từ việc nghiên cứu phát triển sở trường bản thân và đục khoét sở đoản của đối thủ. Đầu tiên nên xét đến hai trận đấu có kết quả trái ngược nhau với các nhân vật chính có nhiều nét tương đồng nhau. Đó là hai trận đấu của Joe Frazier và Muhammad Ali và trận đấu giữa Mike Tyson và Lennox Lewis. Những điểm tương đồng: Muhammad Ali và Lennox Lewis chẳng cần phải nói quá nhiều cũng có thể nhận ra rằng cả hai huyền thoại đều là những võ sĩ có thể hình rất cao lớn với sải tay dài. Bên cạnh đó, lối đánh chủ đạo bằng kiểm soát cự ly, với lối đánh thuộc giơ lùi phòng thủ phản công và gây sức ép bằng các combo là những yếu tố làm nên hai tay đấm này. Các trận đấu của hai huyền thoại thường đi theo các kịch bản: kiểm soát cự ly, duy trì điểm số trong khoảng 3 đến 4 hiệp đầu tiên hoặc 6 hiệp. Chỉ bắt đầu tấn công tổng lực khi đã buộc được đối thủ bước qua ngưỡng an toàn để giành ưu thế điểm số. Mike Tyson và Joe Frazier, cả hai huyền thoại này đều có chiều cao khiêm tốn ở hạng nặng. Dù vậy, họ đã biến khuyết điểm này trở thành sức mạnh khi luôn tận dụng kỹ thuật cúi thấp khiến họ đã lùn lại càng lùn hơn, khó đánh trúng hơn. Họ cũng là những tay đấm rất đáng sợ ở cự ly gần bởi những cú đấm móc, đấm xúc. Cũng từ những điểm tương đồng đó, trận đấu giữa Joe Frazier và Muhammad Ali và trận đấu giữa Mike Tyson và Lennox Lewis cũng đi theo kịch bản khác nhau. Tay đấm thấp hơn chọn chiến thuật cúi thấp để dồn ép, trong khi đó thì các tay đấm có thể hình lớn dùng jab là chủ đạo và kiểm soát trận đấu và tránh đợi đòn không cần thiết. Vì nhận ra khả năng chơi đòn xúc của Muhammad Ali là không quá đặc biệt, Frazier quyết tâm khoét sâu điểm yếu này. Ông chọn chiến thuật cúi thấp người, tận dụng thể hình thấp nhỏ của ông làm lợi thế khiến cho những cú jab, cú hốc của Muhammad Ali không có đất dụng võ. Để bắt chẹt được Joe Frazier lùn tịt đang chui nấp ở phía dưới, Ali buộc phải dùng các đòn xúc, những đòn đánh sở đoản của ông. Vừa bị dồn ép vừa áp lực, vừa không thể tung ra những món đòn sở trường, Muhammad Ali dần rơi vào bế tắc, thậm chí võ sĩ huyền thoại cũng không thể áp dụng chiến thuật ôm ghì một cách hiệu quả bởi Frazier chui quá thấp. Chiến thắng đã thuộc về Joe Frazier bởi vì ông đã biết địch biết ta trước khi gặp huyền thoại Muhammad Ali. Trái ngược với Muhammad Ali, Lennox Lewis là một huyền thoại ở thời kỳ sau, sau đó ông cũng được chuẩn bị kỹ năng toàn diện hơn. Hơn nữa, khả năng đánh đòn xúc của Lennox Lewis cũng là ở mức tốt, dù có thể không đạt ngưỡng xuất sắc như những cú jab hay cú thẳng phải của ông. Mike Tyson không thể đe dọa bất cứ ai nếu ông không bước vào cự ly đổi đòn. Để có thể bước vào được cự ly đổi đòn với Lennox Lewis, ông cần phải vượt qua cú đòn jab của Lewis. Tuy nhiên, tốc độ và sải tay không phải là lợi thế của Mike Tyson trước huyền thoại người Anh. Vì vậy, ông không thể dùng footwork, cũng không thể chịu đấm ăn xôi mà bước vào khi cánh tay phải của Lewis cứ trực chờ ở cự ly tử thần. Bài cuối cùng của Mike Tyson có thể áp dụng là kết hợp kỹ thuật chui và lách. Nhưng ở kỹ thuật lách, Mike Tyson vẫn có khả năng lãnh đòn ở 6 đòn đánh của Lewis. Khi đó thì ở kỹ thuật chui thấp, thứ duy nhất ông phải đề phòng là đòn xúc. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, Lewis cũng là một bậc thầy của đòn đấm khó chịu này. Nếu xét về chiến thuật chui thấp và lách né của Mike Tyson là không sai, nhưng ông vẫn không thể vượt qua vũ khí phòng thủ cuối cùng của Lennox Lewis là đòn xúc uppercut. Có thể thấy rằng Lewis và Tyson hay là Frazier và Ali đều là những trận đấu có màu sắc tương đồng nhau. Sự khác biệt chỉ đến từ một chi tiết rất nhỏ trong chiến thuật của hai trận đấu, đòn uppercut. Chính vì vậy có thể kết luận rằng boxing nhà nghề không còn là cuộc chơi của thể chất nữa, nó còn là cuộc chơi của chiến thuật và cự ly tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Con người thật đằng sau quái thú Mike Tyson, thần tượng Muhammad Ali và luôn khiến đối thủ phải sợ hãi. Mike Tyson luôn được đánh giá là một võ sĩ ai cũng khiếp sợ, nhưng bên trong con người đó là một con người bình thường như bao người khác. Nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử, võ sĩ đáng sợ nhất trên sàn đấu, người thép của hạng nặng, nhà vô địch bất khả chiến bại. Rất nhiều từ ngữ được dùng để miêu tả về Mike khi ông còn đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, hay thậm chí là khi đã về hưu như bây giờ. Một người mà tất cả những người khác đều phải kính nể, luôn là một chuẩn mực để so sánh về sức mạnh của một võ sĩ. Đó là những gì mà người ta thấy về Iron Mike ở bên ngoài.
mạnh mẽ và không thể cản phá, hay thậm chí là đáng sợ nhất thế giới. Nhưng con người ở bên trong gã người thép lại không như vậy, vẫn là một con người như bao người khác. Đối với Mike Tyson, ông luôn có những người mà bản thân nhà vô địch này quý trọng. Hai trong số đó là Coach D'Amato, huấn luyện viên đã đưa Mike Gress Tyson trở thành nhà vô địch, và Muhammad Ali, thần tượng và nguồn cảm hứng đối với Mike. Khi Mike còn trẻ, Ali luôn là một nguồn cảm hứng rất lớn. Chàng võ sĩ trẻ tuổi luôn nói rằng Ali hoàn toàn có thể hạ gục đương kim vô địch trong một hay hai hiệp đấu. Ông chưa từng xem thường Ali, luôn nói rằng mình đã ngưỡng mộ Ali từ lúc còn là một đứa trẻ và luôn hỏi tại sao người đó lại có thể vĩ đại như vậy, tại sao lời nói của người đó có sức hút đến thế. Đến tận bây giờ khi nói về Ali huyền thoại, Mike Tyson vẫn luôn nói đến The Greatest of the All Time bằng những lời tôn kính nhất. Còn với Coach D'Amato, ông xem như một người cha hơn là một người huấn luyện viên. Coach D'Amato đã đưa Mike trở thành Mike Tyson thật sự. Từng lối đánh, từng bước chân, ông cũng là người đã đặt cho Mike Tyson mục tiêu trở thành nhà vô địch. Cũng nhờ những bài dạy của Coach mà Tyson đã hạ gục hàng loạt nhà vô địch lẫn những võ sĩ bất bại. Coach D'Amato đã chuẩn bị cho Iron Mike tất cả kỹ năng để chuẩn bị đấu với Larry Holmes. Nhưng người huấn luyện viên già đã không thể nhìn thấy học trò của mình hạ knock out Larry Holmes và phục thù cho Ali. Đến tận bây giờ khi kể về Ali và D'Amato, Mike vẫn rơi nước mắt mỗi khi kể về hai người đó. Từ lần đó Mike Tyson đã bị thôi miên bởi cái tôi của chính mình. Ông bị đè nặng bởi suy nghĩ phải thắng tất cả, và gã người thép đã làm được, ít nhất là trước khi xuống dốc bởi chính những scandal của mình. Mặc dù thua trận đầu tiên trong sự nghiệp trước một tay đấm vô danh James Dolas, nhưng sau đó cựu vô địch vẫn dễ dàng thắng liên tiếp 8 trận, chỉ là không còn như xưa. Sau trận cuối cùng với Kevin McBrider, kể từ năm 2005, ông đã không còn dính đến sàn đấu. Mike Tyson làm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền, như đi diễn thuyết, tham gia các show truyền hình, đóng phim. Mọi người vẫn thấy ông như vẫn thường thấy, vẫn cười nói, nhưng bên trong Mike đã thay đổi rất nhiều. Mike Tyson đã không còn bước đến phòng gym vì ông sợ lặp lại con người trước đây của mình. Ông bắt đầu ăn chay và trở nên trầm lặng hơn. Huyền thoại boxing hạng nặng chia sẻ rằng ông không thích con người của mình trước đây, mặc dù ông vẫn theo dõi những trận đấu, nhưng không phải là những trận đấu của mình đã từng đấu. Những lần phỏng vấn Mike đã cho thấy mình là một người thật thà. Ông đã tự gọi mình là một gã điên khi nhắc đến những gì Mike Tyson đã nói và đã làm ngày xưa. Joe Rogan vẫn luôn nhắc đến Mike Thép như một người đã vực dậy làng boxing hạng nặng. Khi Michael Spinks hạ Larry Holmes, không ai quan tâm. Nhưng khi Mike Tyson xuất hiện, mọi người đều trở nên điên cuồng. Ai cũng bỏ tiền ra để mua vé để xem nhà vô địch tuyệt đối Iron Mike hạ gục đối thủ trong bao lâu. Nhưng Mike đã không còn quan tâm đến những điều đó. Ông gọi đó là những ngày điên rồ và hoàn toàn muốn quên đi nó. Có lẽ việc chàng võ sĩ trẻ trở thành nhà vô địch khi còn quá nhỏ tuổi đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Mike, và bây giờ ông đang cố gắng quên đi nó. Hiện tại Michael Gress Tyson đã rút về tránh xa sàn đấu, không còn nhìn thấy người đàn ông đó đến phòng gym. Ông vẫn xem các trận đấu và đôi lúc vẫn bình luận về nó, nhưng không muốn đi quá sâu. Mike Tyson là một tượng đài của làng boxing, ông đã đem đến rất nhiều thứ cho môn thể thao này và cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều võ sĩ hiện nay. Có lẽ nhà vô địch boxing vĩ đại sẽ không muốn một võ sĩ nào trở nên giống như ông. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cựu tay đấm người Anh ngăn cản Mike Tyson tái xuất. Cựu tay đấm người Anh Ricky Huston ra sức phản đối quyết định tái xuất của Mike Tyson. Sau tuyên bố tái xuất quyền Anh, Mike Tyson ra sức tập luyện để chuẩn bị cho ngày trở lại. Huyền thoại người Mỹ cho biết bản thân đã giảm từ 131kg xuống mốc 100kg, thể trạng lý tưởng như thời đỉnh cao sự nghiệp. Dù Tyson tỏ ra nghiêm túc với kế hoạch trở lại, song tồn tại luồng ý kiến không ủng hộ quyết định của Mike Thép, tiêu biểu như ông bầu Eddie Hearn, chủ tịch UFC Dana White, một trong những người bạn thân thiết của huyền thoại người Mỹ. Mới đây, cựu tay đấm người Anh Ricky Huston đã gia nhập danh sách phản đối Tyson thượng đài trở lại. Ở độ tuổi của anh ấy, trông anh ấy thật tuyệt ở phòng gym, tuy vậy anh ấy đã ngoài 50 tuổi và tôi không muốn người hùng của mình bị thương. Tôi hy vọng bản thân có vóc dáng như Tyson khi bước sang tuổi 54, song chúng ta phải giúp Tyson cứu lấy mình. Các nhà chức trách quyền Anh cũng phải can thiệp,
chúng ta không để Tyson thượng đài, bất kể anh ấy sở hữu thể trạng tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa. Cựu tay đấm có biệt danh Hitman chia sẻ trên Gary Newborn Sports Show. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.